Sáng ngày 6 tháng 2 năm 2023, ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão, chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo người khiếm thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã dâng tập về chùa Minh Đạo để tham dự khóa tu đầu năm mới. Dịp này, chùa cũng đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho những người khiếm thị tham dự ngày tu. Tại buổi tu tập, Đại Đức Thích Minh Ân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Minh Đạo đã chia sẻ đến bà con khiếm thị bài pháp thoại ý nghĩa trong niềm hỷ lạc, giúp cho những bà con khiếm thị hiểu rõ hơn về những lời Đức Phật dạy nhằm chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc trong cuộc sống, tìm được an lạc bình yên trong chánh pháp. Tại buổi tu, bà con người khiếm thị cũng đã có những chia sẻ vui mừng khi được trở về mái chùa tu học, đồng thời chia sẻ về những khó khăn vất vả trong cuộc sống, cùng đó là những lời tri ân chân thành đến chư tăng Phật tử Mạnh Thường Quân tại chùa Minh Đạo đã tổ chức ngày tu và trao quà đến bà con. Dịp này, chư tăng và Phật tử chùa Minh Đạo đã chuẩn bị những phần quà yêu thương trao tặng đến người khiếm thị. Tại đây, hàng trăm phần quà đã được Đại Đức trụ trì, chư tăng và Phật tử đã trao tận tay đến bà con khiếm thị những phần quà và lộc đầu năm cùng những lời cầu chúc toàn thể đạo tràng, những người khiếm thị lạc quan, vượt qua khó khăn và an lành trong cuộc sống. Cùng ngày, chư tăng Phật tử chùa Minh Đạo cũng đã tổ chức lễ phóng sanh nguyện cầu quốc thái dân an, chúng sanh an lạc.